Đấy các bạn ạ, nay nhà mình ăn Tết. À nhà chị ăn Tết nha các bạn nhé. Đây, bóc bò trứng này này. Ăn mũ gà, nướng gà. Đây này, muối này, lấy cái lông kia. Chọc, chọc. Đấy, bóc bỏ cái đấy đi, cái đấy đờm đấy. Đấy. Đấy, đấy moi từ trên này xuống. Đấy, bóc đấy. Từ đây. Đấy. Đấy. Thế. Là thế à? Bò gà thấy thế bẩn lắm. Thế trong đây là gì? Mình không ăn đâu. Mấy cái lông rồi, ngoái ngoái vào đây này. Mới nó rồi. Có vợ rồi, cháu biết mổ gà các bạn. Khổ thật. Này. Ôi giời ơi, Tết đến đây rồi. Có mấy bộ ấy? Mấy bộ lòng ấy? Có mấy bộ ấy gì? Có 4, 7, 8 bộ ít hơn rồi. Ôi, trên kia có mang xuống đây à? 4 con như kia mang. Mang xuống đây làm gì? Mang gì kia, đây, 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 lên đi kia mà. Gà ấy. Nướng à, lòng mê à? Có mỗi quả trứng à? Ơ. Thế này thì nó ăn trứng trần. Có mỗi quả trứng trần. Để ăn tôm. Đấy, trứng bé bé. Mày vừa gọt hai cái đi. Thì anh mày làm tôm nhỉ? Có này. Có, kiến luôn rồi. Thằng bộ đội mới về này. Thằng cao mới 1m82 thôi nhá. Cái mình biết bao nhiêu? Chắc phải 83 này. Trước đo có 79 thôi. Từ vào trong lính chưa đo lại. 2 năm kiểu gì mà chả cao được mấy phân. Đang đà phát triển. Đầu tiên em mới vào cái giường, em ngủ chân chưa thò đến dưới, nhưng mà cuối cuối về chân tung mét 7 nhỉ? Tung mét 7 mấy? Nhưng mà độ bật của nó cao. Bật nó như vậy, ngực ngực nó là trên trên lưới. Không mời nó à? Hả? Không mời nó à? Không mời nó, bảo là này nó trưởng tung ở cơ bản nha. Không, thế nó bình. Đánh nó lồn luôn. Nó làm thầy giáo rồi. Anh nhìn mình phải lấy kinh lắm. Nó làm thầy giáo vậy ạ. Nó hiện đều ấy. Nó học của ớt. Cái đánh cùng nó là nhà đội tuyển biên phòng. Đánh như kiểu như kiểu tên. Đánh xong như cạnh em đi. Biên phòng nó đánh kinh lắm. Quá. Chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn có một mùa ăn Tết thật là vui vẻ nha.